Lời đầu tiên cho phép chúng con Đức Hạnh xin được gửi lời tới quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ và đặc biệt là các anh chị em ca trưởng, ca viên, các ca đoàn thuộc giáo hạt Bạch Liên, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào, lời chúc bình an, tràn đầy niềm vui, yêu thương của Chúa Hài Đồng Giê-xu. Chúc cho đêm hội diễn thánh ca của giáo hạt Bạch Liên của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp. Để bắt đầu chương trình đêm diễn thánh ca hôm nay, chúng con xin kính mời quý cha quản hạt, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đứng lên để làm dấu thánh giá, xin ơn Chúa Thánh Thần, thánh hóa đêm diễn mừng Chúa Giáng sinh năm 2020 của giáo hạt Bạch Liên. Chúng con xin kính mời. Nên lên cha và con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa kính mời quý cha cùng quý cộng đoàn an tọa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã trải qua năm mục vụ đồng hành với người trẻ hướng trưởng thành toàn diện với sự quan tâm của Hội đồng Giám mục Việt Nam và đặc biệt là nỗ lực của các bạn trẻ đã và đang làm nên một gia đình mới dựa trên nền tảng đích thực của tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh. Bước sang năm 21, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi từng người chúng ta và đặc biệt là các gia đình trẻ đồng hành với người trẻ trong đời xã hội, bởi gia đình là Hội Thánh tại gia. Con một Thiên Chúa đã xuống thế làm người món quà cho chúng ta, để chúng ta cùng được trở nên một món quà bình an cho nhau trong gia đình ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương loại bằng một tình yêu vô hạn. Với tình yêu ấy, Thiên Chúa chứng minh trước hết cho việc tạo dựng vũ trụ, đặc biệt là con người, và chúc phúc cho họ. Và để một lần nữa chứng tỏ tình yêu ấy, ngôi lời đã hạ sinh cho nhân loại chúng ta. Hôm nay, giáo hạt Bạch Liên tổ chức đêm hội diễn thánh ca tại giáo xứ Bình Hải. Giê-xu quà tặng tình yêu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, như Thánh Augustino đã nói, hát là cầu nguyện hai lần. Hôm nay, giáo xứ Bình Hải chúng con hân hoan đón chào quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ban chấp hành các giáo họ, giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn quy tụ về đây để cùng chung chia niềm vui ngày Chúa Giáng sinh qua những lời ca tiếng hát sẽ được vang lên trong đêm hội thánh ca diễn nguyện đêm nay. Và để cho không khí sân khấu sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh giá của thời tiết mùa đông, xin kính mời Hội Tây Nhạc Giáo xứ Bình Hải lên khai mạc chương trình hội diễn thánh ca ngày hôm nay với một bản nhạc vô cùng sôi động. Xin kính mời Hội Tây Nhạc. Thank you.
con xin cảm ơn Hội Tây Nhạc của giáo sứ Bình Hải. Và ngay sau đây, con xin được trân trọng kính mời cha Phêrô Đinh Văn Luyện, Phó Quản nhiệm giáo xứ Bình Hải lên có đôi lời chào chúc giới thiệu các thành phần tham dự hội diễn thánh ca đêm nay. Con xin trân trọng kính mời cha. Con xin được giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Trung Chính xứ Yên Thổ. Và xin được trân trọng giới thiệu Doãn Bắc Tý Sĩ Ta Chính xứ Quảng Phúc, quản nhiệm giáo xứ Bình Hải chúng ta. Con xin được trân trọng giới thiệu cha Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Yêu và Phú Thuận. Xin chào mọi cha Phêrô Đinh, Phó Quản nhiệm giáo xứ. Hôm nay chúng ta cùng trong giáo hạt chúng ta hôm nay vui mừng chào đón hai cha khách rất đặc biệt, cha Vicente Lê Văn Bình Chính xứ Phương Thường. Chúng con xin hân hạnh chào đón cha Dương Hoài Đức, ngài đang đến nhưng mà ngài sẽ đến chậm một chút, và ngài sẽ mời theo một ca sĩ rất là nổi tiếng. Tí nữa chúng ta sẽ được gặp và được nghe một giọng hát rất là thánh thoát, du dương và rất là nổi tiếng, nhiều các bạn trẻ trong show chúng ta cũng biết. Chúng ta chào đón ngài trước bằng một tràng vỗ tay. Về phía chính quyền, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Hoan, trưởng công an huyện, cùng với đoàn đến chung chia niềm vui với giáo hạt chúng ta. Sự hiện diện đông đảo, con xin chào đón ban chấp hành các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt chúng ta. Chúng ta xin nổ một tràng vỗ tay chào đón quý khách. Và cùng tất cả, con xin chào đón tất cả các ca viên trong giáo xứ, các giáo xứ ở giáo hạt Bạch Liên chúng ta. Chúng ta nổ một tràng vỗ tay để chào đón các ca viên, cùng với không thể thiếu tất cả các giáo xứ Bình Hải chúng con, hơn 500 con tim đang cùng hòa chung nhịp đập để hân hoan chào đón quý cha quý khách cùng toàn thể tổng đoàn. Để cho chương trình được bắt đầu, con xin kính mời cha Phêrô Nguyễn Quang Đức, trưởng hạt Bạch Liên chúng ta nên khai mạc đêm hội diễn thánh ca của giáo hạt chúng ta năm nay. Con xin kính mời cha. Xin kính chào các cô, các bà, các quan khách và tất cả anh chị em. Một lần nữa Noel đã về. Trên tất cả Noel là mùa của yêu thương. Bởi vì Thánh Gioan nói Thiên Chúa yêu thương thế gian đến độ đã ban chính con một cho thế gian, để những ai tin vào người con đó thì được cứu độ. Và Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể là quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Chính vì thế hôm nay chúng ta quy tụ ở đây để chúng ta nói những lời yêu thương với nhau, để yêu thương sẽ làm cho chúng ta ấm lên giữa mùa đông lạnh lẽo, để yêu thương xóa tan tất cả những gì là buồn bã, là đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng chung chia nhau những tiếng hát, những lời ca, sự hiện diện quý báu và những tâm tình để chúng ta tạ ơn trời, để chúng ta cảm ơn nhau. Và trong tâm tình đó, tôi xin hân hoan long trọng tuyên bố đêm ca mừng Giáng sinh với chủ đề Giêsu quà tặng tình yêu của giáo hạt Bạch Liên bắt đầu.
Kính thưa cộng đoàn, dưới ánh sáng lời Chúa, những bản nhạc đầy cảm hứng sẽ giúp chúng ta học hỏi. Và ngay sau đây, chúng con không để quý cha và cộng đoàn phải chờ lâu hơn nữa. Con xin kính mời quý cha và cộng đoàn cùng đến ngay với tiết mục mở màn đêm diễn của giáo xứ Bạch Liên qua bài hợp xướng Vinh danh Thiên Chúa, một sáng tác của cố nhạc sĩ Hải Linh. Kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Cảm ơn tiết mục hợp xướng đến từ giáo xứ Bạch Liên. Vâng, đàn ơi bàn buông tiếng nhạc khoan, du hải nhi thánh ngủ ngoan giấc lành. Vì thương con Chúa xuống trần, đem ơn cứu rỗi tặng ban cho đời. Mời cộng đoàn cùng đến với nhạc phẩm
Ca vang mừng Chúa Giáng sinh, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Linh qua phần trình bày của giáo xứ chủ nhà Bình Hải. Mời cộng đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sư lên sân khấu của giáo xứ chủ nhà.
tiếp tục chương trình đêm diễn ngày hôm nay, con xin kính mời cộng đoàn cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức nhạc phẩm Dư âm mùa Giáng sinh, sáng tác Ngân Giang của một đại diện đến từ công an huyện Yên Mô. Con xin kính mời ca sĩ Xuân Trước. Bài hát đêm đông dành lòng tôi nhớ trong đêm diễn hôm nay. Con xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức nhạc phẩm
Tâm sự một đêm đông, một sáng tác của Linh Mục Văn Chi. Xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, và để chương trình đêm nay thêm phần sôi động, thêm phần đặc sắc, mời cộng đoàn chúng ta cùng chào đón một sự xuất hiện rất đặc biệt và của một nhân vật cũng rất là đặc biệt. Đó chính là sự hiện diện của nam ca sĩ Sơn Túi Đỏ. Mời cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của anh. Vâng, và lời đầu tiên cho phép con xin được gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị có mặt trong đêm hôm nay một lời chúc bình an trong Chúa Giêsu hài đồng. Và đến với một ngày trọng đại trong đêm hôm nay thì con xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc rất quen thuộc mang tựa đề Lời Con Xin Chúa. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Chân đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa. Tình yêu mãi thắm màu xanh.
còn thể hiện thêm một ca khúc đúng không ạ? Vâng, một ca khúc rất sôi động, ca khúc mang tựa đề Feliz Navidad. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Ca khúc này con cần những cánh tay phía dưới. Chúng ta cùng giơ lên và vẫy tay đơn nhạc quá. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, da, da, da. Feliz Navidad, da, da, da. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey! Hey! Trong những bay ngọt ngào cùng nắm tay hát vang, một Chúa sinh ra đời, ở chung cho mỗi người một sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành mọi người, hãy cất tiếng hát cất cao đời chờ hòa bình trong trái tim ta cùng mơ ước. Chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành và nụ cười, hãy cất tiếng hát cất cao đời chiều hòa bình từ trái tim ta cùng ước mơ. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, cao đời chiều hòa bình của trái tim ta cùng mơ ước. Hãy cất tiếng hát chúc an lành cùng mọi người, hãy cất tiếng hát chúc an lành hòa nụ cười, hãy cất tiếng hát cất cao đời chiều hòa bình của trái tim ta cùng ước mơ. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Con xin cảm ơn tất cả quý vị, những chào hỏi toàn thể quý vị và chúc cho toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh thật an lành và ấm áp. Xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn những tiết mục vô cùng tuyệt vời của ca sĩ Sơn Túi Đỏ và thay mặt cho toàn thể cộng đoàn của giáo hạt Bạch Liên kính chúc ca sĩ Sơn Túi Đỏ có một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới bình an.
Xin cùng đoàn đồng một tràng dạo pháo tay thật lớn để cảm ơn ca sĩ Sơn Túi Đỏ được không ạ? Tôi xin cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, đến với chương trình hội diễn thánh ca Sáu Hạt hôm nay, giáo xứ Phú Thuận xin được gửi tới quý cha và quý cộng đoàn nhạc phẩm Adeste Filides. Mời cộng đoàn cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giáo xứ Phú Thuận. Xin cảm ơn các khúc hợp xướng của giáo xứ Phú Thuận. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa. Giúp con kiên trì, khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời theo Chúa. Ngay sau đây, con xin kính mời quý cha và toàn thể cộng đoàn cùng thưởng thức nhạc phẩm Đường Con Theo Chúa qua phần song ca của hai ca sĩ đến từ giáo xứ Yên Liêu. Mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
Yên Liêu. Kính thưa cộng đoàn, chờ trông Chúa đến trong suy tư cõi lòng mỏi mòn, chợt đến bên con, Chúa nâng đỡ tâm hồn con. Ngài nâng con lên, đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi. Ngài nhấc con lên, bước giữa những phong ba biển khơi. Ngài ban cho con sức sống, trong con tràn ra mãi. Ngài đỡ nâng con lên, dẫn bước chân con trong bình yên. Và ngay sau đây, con xin kính mời cộng đoàn cùng đắm mình vào phần biểu diễn của giáo xứ Quảng Nạp qua bài múa Yurei Miak. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã nữa để cảm ơn các diễn viên đến từ giáo xứ Quảng Nạp, đúng không ạ? Cảm ơn các diễn viên đến từ giáo xứ Quảng Nạp, một tiết mục múa vô cùng ý nghĩa và rất là đẹp mắt. Và để tiếp theo chương trình,
Con xin kính mời quý cha và cộng đoàn cùng đến với nhạc phẩm Ánh Sao Đêm qua phần trình bày của các đoàn giáo xứ Quảng Phúc. Xin mời các đoàn giáo xứ Quảng Phúc. Thank you.
đến từ giáo xứ Quảng Phúc. Kính thưa cộng đoàn, nếu ngày xưa các mục đồng ở Bethlehem được ánh sao lạ dẫn lối, đưa cỏ Bethlehem dẫn cánh đồng hoang vu, thì ngày nay mỗi chúng ta được mời gọi đến để trở thành ánh sao cho mọi người nhận biết Thiên Chúa cứu độ nhân loại. Ngay sau đây, xin mời cộng đoàn cùng đến với nhạc phẩm Nơi Bethlehem, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Linh và phần trình bày của các đoàn giáo xứ Yên Thổ. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
nay đêm hồng phúc, Chúa Giáng sinh cho nhân loại, Chúa Giáng sinh cho nhân trần. Đó là lời ca tiếng hát được ngân vang trong nhạc phẩm Chúa Ra Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng qua phần trình bày của ca đoàn giáo xứ Bạch Liên. Mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe và... Yeah.
Con xin cảm ơn cao đoàn giáo xứ Bạch Liên. Kính thưa cộng đoàn, ngôi hai Thiên Chúa là ánh sáng đưa lối cho con người tối tăm. Ngài là tia nắng sưởi ấm cuộc sống con người chúng ta. Ngay sau đây, xin mời cộng đoàn cùng đến với phần thể hiện của các bạn huynh trưởng giáo xứ Bình Hải qua bài múa Giê-xu Đấng Cứu Thế. Xin mời các bạn giáo xứ Bình Hải. Chúa sáng sinh làm người vì yêu nhân.
Xin cảm ơn tiết mục múa vô cùng đặc sắc của các bạn giới trẻ giáo xứ Bình Hải. Và ngay sau đây, các đoàn giáo xứ Hải Nạp sẽ mang đến cho quý cha, quý cộng đoàn một nhạc phẩm có tựa đề Mùa Đông Belen, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Duyên. Xin cộng đoàn cùng lắng nghe. Thank you.
con xin cảm ơn cao đoàn giáo xứ Hải Nam. Kính thưa cộng đoàn, giữa trong đêm khuya, tinh tú trên cao chập chờn, Chúa con sinh đa thiên thần lân tinh khắp chốn. Hôm nay, con Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, cứu chuộc nhân loại, khắp đất trời tưng bừng đón mừng. Và ngay sau đây, xin kính mời cộng đoàn cùng đắm chìm vào nhạc phẩm Một vào một đêm đông, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Thanh qua sự trình bày của giáo xứ Yên Thổ. Thank you.
Con xin cảm ơn tiết mục của giáo sư Yên Thổ. Các bạn huynh trưởng ơi! Các bạn muốn lên sân khấu chưa? Xin mời các bạn huynh trưởng và giáo sư Minh Hải chúng ta cùng trở về sân khấu. Và cộng đoàn chúng ta cùng lộ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của ca sĩ Sơn Tóc Đỏ với nhạc phẩm Hãy Đến Vùng Ngoại Biên. Mời cộng đoàn một tràng pháo tay thật lớn thật rộng rãi để chào mừng anh. Quý vị có thấy lạnh không ạ? Có muốn hâm nóng chương trình không ạ? Một tràng pháo tay được không ạ? Một tràng pháo tay cho toàn thể các bạn linh hoạt viên qua ca khúc Hãy Đến Vùng Ngoại Biên, một sáng tác của linh mục Trần Tuấn. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Bây giờ chúng ta có thể hổ theo đuổi nhạc không ạ? Hey, hey. Những ai có thể nhảy ca khúc này, chúng ta có thể vươn lên đây ạ. Anh không mà nhìn cuộc đời đừng mất trên iPhone, mà nhìn mọi người đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời, nhưng bước xuống và hãy đến, hãy đến những vùng ngoài biên. Cho nhạc lớn lên các bạn. Hey 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 hey. Bằng miệng bằng lời những bước xuống và
Vâng, xin cảm ơn sự năng động của các bạn linh hoạt viên rất nhiều. Và con nghĩ là qua ca khúc vừa rồi cũng phần nào hâm nóng bầu khí trong đêm hôm nay. Quý vị có muốn con thể hiện thêm một ca khúc đúng không ạ? Có muốn nóng hơn không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì con thấy rất nhiều giáo xứ trong giáo hạt chúng ta đến đây để cùng chung chia niềm vui Giáng sinh. Đó là tinh thần hiệp nhất của giáo hội chúng ta. Và bây giờ con xin thể hiện thêm một ca khúc cũng rất sôi động, ca khúc mang tựa đề Hiệp Nhất Phục Vụ. Chúng gái ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng miệt mài vững với chân trời mãi tương lai. Cùng chung bước, chung bước theo Đức Giêsu phục vụ. Hey, cùng chung tay tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chiến cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi, ta đi tận cùng ngoài huy, nói được tình yêu với ba ngôi hiệp nhất không thôi, làm nên chiến đi khắp nơi vì đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi cũng sợ hãi gì, vì được để có ba ngôi sự lối không thôi. Cùng chung bước, chung bước theo Đức Giêsu phục vụ. Chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi, ta đi tới vùng ngoài vi. Xa hơn đi bạn ơi, bạn tin vui hạnh phúc không ngơi. Sống tin yêu làm chứng vững vương. Cùng chung bước, chung bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nên chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoài vi. Wow. Rất lung linh phải không ạ?
Vâng, xin cảm ơn một trang pháo bông của mình. Và chắc hẳn đây là lần đầu tiên con đến với giáo xứ Bình Hải chúng ta, và con thấy được không khí đón Giáng sinh của giáo xứ quả là tuyệt vời. Và con cũng hy vọng là sẽ được nhiều lần đến đây nữa. Và chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu Hài Đồng. Một lần nữa con xin cảm ơn. Xin cảm ơn những ca khúc vô cùng sôi động của nam ca sĩ Sơn Túi Đỏ đã phần nào hâm nóng bầu khí có phần hơi se lạnh của đêm nay tại giáo xứ chúng ta. Và xin lời gửi lời cảm ơn và cũng như lời chúc sức khỏe và bình an đến nam ca sĩ Sơn Túi Đỏ. Và tiếp theo chương trình hòa vào biến cố trọng đại ngày con Chúa Giáng sinh, và để phần nào cảm nghiệm được sự bình an mà vị hoàng tử hòa bình đã mang đến cho chúng ta, mời công đoàn cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Thánh Vô Cùng qua sự trình bày của dàn hợp xướng đến từ giáo xứ Yên Liêu. Mời công đoàn chúng ta cùng thưởng thức.
xin cảm ơn cơ đoàn giáo xứ Yên Liêu. Kính thưa cộng đoàn, Noel, lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời. Noel, lời bình an gửi tới muôn loài. Và để thay cho lời chào chúc Giáng sinh đầy yêu thương và sự ngọt ngào, ngay sau đây, con xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục song ca của hai giọng ca vàng của giáo xứ Phú Thuận. Xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
Xin cảm ơn một tiết mục rất là đặc sắc đến từ hai ca sĩ của giáo xứ Phú Thuận và đội múa của giáo xứ. Hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời, Ngài đến mang cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui, hòa vào niềm vui chung mừng con Chúa Giáng sinh cho nhân loại. Xin kính mời quý cha và quý cộng đoàn cùng đến với bài múa Huyền Diệu Đêm Thánh qua phần trình bày của nhóm múa giáo xứ Quảng Phúc. Kính mời cộng đoàn cùng đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phúc. Và để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng hòa mình vào nhạc phẩm Ca ngợi Emmanuel, một sáng tác của nhạc sĩ Hùng Lân, có phần thể hiện của các đoàn giáo xứ Quảng Nạp. Xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Kính thưa cộng đoàn, nhạc phẩm Ca ngợi Emmanuel đã khép lại chương trình hội diễn Thánh ca đêm nay của giáo xứ Bình Hải. Sau đây, con xin trân trọng kính mời cha quản hạt Phêrô Trần Quang Đức sẽ thay mặt cho ban tổ chức có đôi lời cảm ơn. Con xin trân trọng kính mời cha. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa là Chúa của yêu thương, ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông, quý bà và anh chị em đã tới đây chia sẻ và tham dự buổi ca mừng Giáng sinh của giáo hạt Bạch Liên. Chính anh chị em đã làm cho buổi ca mừng hôm nay có ý nghĩa và mang lại ơn ích tuyệt vời.
Thư đến xin chân thành cảm ơn ca sĩ, tất cả các thành viên trong các ca đoàn và các diễn viên. Anh chị em đã dành nhiều thời gian để luyện tập và đã cố gắng rất là nhiều để phục vụ trong cái lời ca tiếng hát cũng như là buổi trình diễn của anh chị em. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ và chúc phúc cho anh chị em.